Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một dòng sản phẩm, đó chính là dòng lốc của Daihatsu Terios, sản phẩm hàng liên doanh cao cấp và được kiểm tra kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Đây là dòng sản phẩm hàng liên doanh, hàng mới 100% anh em nhé. Cái thiết kế của dòng Daihatsu Terios này là hai chân bắt dưới, một chân bắt trên. Đây anh em nhìn nhé. Lốc được thiết kế với bản dạng lốc san tích. Lốc được lắp ghép với nhau qua hai phần, phần đuôi và phần đầu. Đây hai mặt bích nó cũng khá khác biệt nhau. Chạy dây Curoa bản 4BK. Đây anh em cùng nhìn này. Đấy. Đây là hàng mới 100%, đã chạy lốc này thì rất là phê luôn, bởi vì Carby này là một thương hiệu rất là lớn này. Đấy, gần như bên em đã làm là cố gắng để tìm hiểu, để đưa đến người tiêu dùng những dòng sản phẩm tốt nhất, giá cả phải chăng nhất để cho anh em an tâm sử dụng lắp đặt. Đây, anh em nhìn nhé, Carby. Đây cái cổ lốc này hơi dài hơn một chút, của Su thì nó sẽ có loại ngắn vào, và có một dòng nữa nó nhiều bản BK, nó có thể độ chế cho Tota đấy. Đây 12V này. Đấy. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.